hầm ha. Này cái gì của bông này, cái miếng khoai à? Đây anh đưa cho con cái bánh. Chắc là giờ đói rồi gì nữa. Khoang mình lúc lại càng đói. Đấy, ôi cua xuống như lại cua kia đấy. À là lên điểm này nữa hả chị? Con lên có bảo không? Có bảo không hay là nhìn thôi thì đi. Hả? Qua chú không? Ủa, hành động nữa kìa mẹ ơi. Hành động nữa kìa. Đi đi ạ, vào chùa cũng có gì đâu. Vào chùa đi tham quan thắp hương cái gì. Ngồi yên, ngồi yên, ngồi yên. Đây là công chúa bông. Bông ăn thì à bông? Có gì cho bông ăn không ba? Bông ăn à. Hết cái bánh mì đấy. Sữa này. Ba lấy sữa cho con uống. Con cho này kẹo. Bà ấy cháu ăn đấy. Chị cứ đến gần gần em quay thôi, cũng chẳng phải bà đâu. Tí nào vào cái hang kia rồi chị. Đi xuyên con núi nhỉ. Đây là một ngôi chùa rồi. Vâng. Đi đây. Để đi đấy tí, để đi đấy tí luôn, nó còn buộc vào cháu ấy. Nó ăn không hết. Mấy mẹ ăn bánh mì ba tê cho hết đi. Đây là một ngôi chùa. Chùa có sư ở đây. Không để xuống con ơi. Con làm như thế bác còn thấy lặng. Con toàn trèo xài sai gì. Từ trên nó xuống. Để bác làm cho nó dễ, con làm như thế khó đi lắm. Vào cái hang có lạnh không biết, đổi mũ à. Má. Đây là bà ngoại, còn đây là bà nội ạ. Má. Hai mẹ. Vâng, bà ngoại ít tuổi ạ. Bồng có cái cục ngon chết. Có cái gì ngon thế, trứng thế này. Năm ba rồi. Ba rồi, vẫn trẻ. Ngào. Ngon, ngon lắm. Không, con hơn chồng em 4 tuổi. Chậm quá đó, ít thôi con này. Còn ít thôi. Nó mát và ngon á, thì miếng à. Cậu vô hộ ăn mát là ngon à, cảm ơn nhé. Dạ vâng. Cảm ơn mẹ nhé. Mát con mẹ. Mát, mát ba năm. Mát năm. Chuẩn bị. Con trong lớn. Con gái. Không có đứa bé hơn nữa thì học một. Là thằng kia. Dạ. Đầu là bao nhiêu nhỉ? Ba thằng nhỏ một đứa thôi. Đầu thì hôm nay nha, 18 rồi. Ba lớn rồi. Thế là các đứa út là thêm ném ấy. Bánh mì không? Bưởi, bỏ bưởi ra. Dính Tràng An này. Có măng cút đi nữa. Mày đi khoảng mấy tiếng gì? Đi nhanh thì chỉ hơn 2 tiếng. Hơn 2 tiếng rồi. Con đầu phết rồi. Con này tiếng mà đi đủ quanh nữa mới đủ mới ra nơi. Chuẩn bị vào hang động.
Ý là đây này là có 3 tour, 4 tour cơ. Tour 1, tour 2, tour 3, tour 4. Ngày nào một ít thời gian thì đi tour 4. Có hôm hơn 1 tiếng thôi. Nhà mình thoải mái. Ôi ôi, mà kìa. Nhìn này, rong rêu ở dưới biển này. Có chỗ nào mà nhìn thấy đáy không hả chị? Mặt mình sâu mà à? Sâu kìa. Sâu lắm mà. Chứ không như chứ không như là ấy. Con mặt kìa, mặt kìa. Mặt mà. Mặt đá. Cá chứ không chị? Mặt đá. Đây là cá. Bắt đầu vào hang. Vào hang chắc là mất mạng cái gì? Hang rồi. Bắt đầu chúng ta thuyền chúng ta đi vào hang. Hang rất là sâu. Đưa cho Vân nữa cho mẹ. Để gáp vào gọi một chỗ có súp ở đây này.